Alo. Alo, 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 alo. Alo, 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 alo. Hello. Hello, chào các bạn nhá. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký, sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông bên cạnh để luôn nhận được những video thú vị nhất từ kênh Sơn Gym nha các bạn. Thì trong video này mình sẽ các bạn cách thay đổi âm thanh, thay đổi sound cho video trên điện thoại di động bằng ứng dụng Kaimaster nhá. Bạn nào mà cần có thể xem, còn bạn nào mà không cần hãy like và xem video này, sau đó có thể đi xem các video khác nhá. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Rồi ok, bắt đầu nào. Chúng ta sẽ sử dụng ứng dụng Kaimaster để làm nhé. Bạn nào mà chưa biết đến ứng dụng này thì hãy xem lại video cách chỉnh sửa video trên điện thoại bằng ứng dụng Kaimaster mà tôi đã đăng tải trước đó nhé. Tôi sẽ để lại đường link của video đó dưới phần mô tả của video này. Rồi ok, hãy cùng mở ứng dụng Kaimaster ra. Ứng dụng này có trên cả Android và iOS các bạn nhé. Rồi, để chỉnh sửa một video mới các bạn nhấn vào dấu cộng ở đây. Rồi các bạn chọn tỷ lệ kích thước phù hợp cho video. Video của các bạn theo chiều ngang thì các bạn sẽ chọn 16:9, video theo chiều đứng thì 9:16, video vuông thì 1:1 thôi. Ở đây tôi sẽ chọn 16:9. Rồi đến bước này là các bạn chọn video hoặc là thoát ra như này, để thêm video các bạn nhấn vào phương tiện. Đó, video của tôi nằm trong thư mục camera. Đây chính là video này, tôi sẽ thêm vào. Đây. Đó. Rồi cho các bạn xem qua video gốc nhé. Rồi, tôi sẽ cắt bỏ chỗ này đi, đoạn đầu đi. Lấy đoạn nói nhiều nhiều này để mà tiện hướng dẫn các bạn nhé. Đây, cho các bạn nghe qua về âm thanh gốc nó sẽ như thế này. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký, sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông bên cạnh để luôn nhận được. Đó, âm thanh gốc chính là như vậy. Rồi, để chỉnh sửa âm thanh, thay đổi giọng nói thì các bạn làm như sau. Nếu như âm thanh của bạn là chung với video luôn, chứ không phải là một file âm thanh riêng, thì để đổi âm thanh các bạn chỉ cần nhấn vào thanh video này. Rồi ở đây sẽ có một số tính năng để các bạn thay đổi giọng nói như sau. Đây có một tính năng rất là hay đây, bộ thay đổi giọng đây các bạn nhé. Đó, ở đây sẽ có rất nhiều kiểu giọng nói cho các bạn thay đổi. Đây các bạn có thể nhấn vào từng cái để nghe thử. Đây là giọng bình thường. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại cái... Đó. Giọng thứ hai đây. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Nếu bạn chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn quay. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đó. Rất nhiều kiểu giọng nói các bạn có thể lựa chọn, giọng trầm. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại. Hay là giọng vui nhộn. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay. Hay là các bạn muốn thay đổi thành giọng trẻ con. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Đó, các bạn muốn sử dụng kiểu giọng nào thì các bạn chọn vào đó thôi. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Nếu... có rất nhiều kiểu giọng nói cho các bạn lựa chọn. Giọng nữ đây. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Nếu bạn... đó, cứ chọn vào như vậy. Các bạn thoát ra. Là sẽ có giọng kiểu đấy nhé. Hello, chào các bạn nhé. Đó, nó như vậy. Trường hợp mà các bạn quay trở lại như ban đầu thì các bạn vào lại, sau đó chọn vào bình thường là ok, nó sẽ trở về bình thường. Và một tính năng khác nữa cũng có thể giúp các bạn thay đổi được chút ít giọng nói, đó là các bạn cùng nhấn vào video, đó chính là tính năng EQ đây. Đây các bạn nghe thử nhé. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui. Đó, nói chung là chỗ này thì nó thay đổi chút chút ít thôi. Ví dụ như là trầm hơn, ấm hơn, giọng nói ấm hơn một chút, kiểu như vậy thôi. Nó không thay đổi nhiều như tính năng bộ thay đổi giọng. Rồi, đó chính là tính năng thứ hai, thay đổi giọng nói, thay đổi âm thanh thứ hai. Còn một tính năng khác nữa đây, các bạn cũng tiếp tục nhấn vào video nhé. Và đó chính là tính năng tiếng vang đây các bạn. Đó, ở đây các bạn có thể thêm tiếng vang cho âm thanh. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay thành đường. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn hang động. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay nhà thờ. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Nếu bạn nào chưa đăng ký. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đó, nó như vậy thôi.
Rồi, còn một cách nữa để các bạn thay đổi giọng nói, đó chính là các bạn chỉ cần điều chỉnh tốc độ cho video thì giọng nói cũng sẽ thay đổi theo. Đây, chọn vào video, điều chỉnh tốc độ nhé. Đó, 1x có nghĩa là tốc độ bình thường, trên 1x là video nhanh thì giọng nói sẽ cao hơn. Đây, ví dụ 1,5 đây, nghe thử nhé. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký, sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông bên cạnh để luôn nhận được những video thú vị nhất từ kênh Sơn Gym nha. Cảm ơn các bạn. Thì trong video này đó, nói như vậy. Hay là cho video về tua chậm đi thì giọng nói nó sẽ trầm hơn, kiểu như vậy. Hello, chào các bạn nha. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Đó, nói như vậy thôi. Đó chính là 4 cách để mà các bạn có thể thay đổi giọng nói, điều chỉnh âm thanh cho video trên ứng dụng Camaster. Còn thay đổi âm lượng thì là đây thôi, rất là đơn giản. Là bộ nén trái phải các bạn có thể tùy chỉnh, khá là nhiều tính năng để các bạn có thể thay đổi thêm cho âm thanh. Bao đường âm lượng là các bạn thay đổi âm thanh, đoạn to đoạn nhỏ thì các bạn có thể chỉnh, đoạn này các bạn hạ nhỏ đi, đoạn này các bạn tăng to lên, nhỏ to nhỏ, to nhỏ chẳng hạn, thì các bạn có thể chỉnh sửa cái này. Đây, các bạn để ý những nút này đây, lên xuống, to nhỏ nó là như vậy. Một số tính năng chỉnh sửa âm thanh trên ứng dụng Camaster là như vậy. Đây chính là đối với trường hợp mà âm thanh chung với video gốc luôn nhé. Còn trường hợp âm thanh của các bạn là một file riêng đi. Đây, giả sử tôi sẽ tách âm thanh hoặc là tôi ghi âm thêm một đoạn đi. Tôi sẽ nhấn vào thoại đây để ghi âm nhé. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo. Tôi thử ghi âm một đoạn để mà chỉnh sửa âm thanh cho các bạn nghe thử nhé. Đó, ví dụ như vậy. Rồi, nghe thử nhé. Alo, thì trong video này tôi sẽ hạ âm thanh của video này về không đã. Nghe phần ghi âm thôi. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo. Tôi thử nghiệm một trường hợp này các bạn cũng làm tương tự thôi, chọn vào lớp âm thanh, sau đó cũng tương tự tiếng vang đây các bạn nhé, và bộ thay đổi giọng đây, đó rất đơn giản thôi. Hay là còn tính năng EQ nó nằm ở trên này luôn đó, nó như vậy, rất là đơn giản thôi. Rồi, đối với trường hợp mà các bạn, ví dụ như các bạn chỉ muốn thay đổi giọng nói trong một đoạn ngắn nào đó trong video thôi chẳng hạn, thì các bạn cứ việc cắt đoạn đó ra, ví dụ tách ra, ví dụ các bạn chỉ muốn thay đổi giọng nói của đoạn ngắn này thôi chẳng hạn, thì các bạn chọn vào đoạn này, sau đó là thay đổi giọng nói trong đoạn này, đoạn nhỏ này thôi. Quả chuông bên cạnh để luôn nhận được những video thú vị nhất từ kênh Sơn Gym nha. Cảm ơn các bạn. Thì trong video này mình sẽ như vậy. Rồi, đó chính là một số tính năng thay đổi giọng nói, chỉnh sửa âm thanh trên ứng dụng Camaster. Nói chung là khá đơn giản thôi, các bạn tự khám phá thêm nhé. Video này tôi xin tạm dừng tại đây. Nếu thấy hữu ích thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký, sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để luôn nhận được video thú vị nhất từ kênh Sơn Gym nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chia sẻ cho các bạn 5 bước để kiếm ngay 100.000 đồng trong 10 phút từ điện thoại di động. Bước 1, hãy vào CH Play hoặc App Store tìm ứng dụng Momo cài đặt lên điện thoại. Bước 2, mở ứng dụng Momo lên, đăng ký tài khoản và số điện thoại. Bước 3, sau khi đã có tài khoản đăng nhập thành công, các bạn vào mục ưu đãi rồi nhập mã khuyến mại là 0968 755 839 rồi nhấn áp dụng. Bước 4, thực hiện liên kết ví Momo với tài khoản ngân hàng. Bước 5, nạp ít nhất 10.000 đồng vào ví Momo từ tài khoản ngân hàng đã liên kết. Hoàn thành 5 bước trên, các bạn sẽ nhận được ngay 3 thẻ quà tặng tổng giá trị 100.000 đồng. Các thẻ quà tặng này các bạn có thể sử dụng để mua thẻ cào điện thoại, thẻ game, thanh toán điện nước, trả góp, mua sắm trên Tiki, đây rồi, v.v.v. hoặc bất cứ thứ gì trên Momo. Để tìm hiểu chi tiết hơn, các bạn hãy nhấp vào đường link ở dưới mô tả của video này nhé. Hãy làm ngay đi, chỉ bỏ ra khoảng 10 phút mà thôi.